Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ làm một món cục gà. Trước hết là bỏ bắp chảo lên trên nắng, rồi bỏ tỏi vô, xong bỏ hành tâm vô, bỏ thịt bò vô xào cho nó sôi, rồi mới bỏ cái đầu để băm vô xào. Bye.